Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Gấu bự sẽ chỉ cho các bạn cách đếm số hàng chục nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các bạn hãy đặt bàn tính lên bàn, bấm nút về số 0 nhé. Đầu tiên, các số từ 10 đến 99 gọi là các số hàng chục và có hai chữ số. Nhìn trên bàn tính soroban của các bạn nào. Hàng chục là hàng nằm bên trái hàng đơn vị. Ở đây nhé các bạn nhỏ ơi. Hàng chục giống hàng đơn vị. Có một hạt ở trên và bốn hạt ở dưới. Một hạt ở dưới có giá trị là 10. Hạt ở trên có giá trị là 50. Chúng ta cùng đếm nhé. Đây là số 10. Dùng ngón cái đẩy hạt đầu tiên ở hàng chục lên. Tiếp tục đẩy một hạt ở hàng chục lên nữa. Đây là số 20. Tiếp tục đẩy một hạt ở hàng chục lên nữa. Đây là số 30. Tiếp tục đẩy một hạt ở hàng chục lên nữa. Đây là số 40. Số 50 ở đâu nào? Bé dùng ngón trỏ đẩy 4 hạt dưới xuống và đẩy hạt trên xuống. Đây là số 50. Đẩy một hạt trên xuống, một hạt dưới lên. Đây là 60. Đẩy thêm một hạt ở dưới lên nữa. Đây là số 70. Tiếp tục thêm một hạt ở dưới nữa. Đây là số 80. Thêm một hạt nữa. Đây là số 90. Chúng ta làm nhanh hơn nào. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bây giờ chúng ta làm bài tập nhé. Chúng ta đã đếm được số hàng chục rồi. Làm sao để đếm số có hai chữ số? Bé giơ tay lên nào. Tay phải là ngón cua. Trông như càng cua nè. Tay trái là ngón thỏ. Ngón cua để đẩy hạt đơn vị. Ngón thỏ để đẩy hàng chục nhé. Hai tay đẩy cùng lúc nhanh hơn nhé. Chúng mình cùng đếm nào. Số 11. Đẩy một hạt ở hàng chục lên và một hạt ở hàng đơn vị. Đây là số 11. Số 12. Đẩy hạt đầu tiên ở hàng chục và hai hạt ở hàng đơn vị lên. Đây là số 12. Số 13. Đẩy hạt đầu tiên ở hàng chục và ba hạt ở hàng đơn vị lên. Đây là số 13. Số 14. Đẩy hạt đầu tiên ở hàng chục và bốn hạt ở hàng đơn vị lên. Đây là số 14. Số 15. Đẩy hạt đầu tiên ở hàng chục lên và đẩy hạt trên ở hàng đơn vị xuống. Đây là số 15. Số 16. Số 17. Số 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Giỏi lắm. Bé làm bài tập cùng gấu bự trước khi nghỉ nhé. Số 12. 25.
43. Năm mươi bảy. Sáu mươi chín. Đúng rồi, gấu bự hoan hô các bé nha. Thế là chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay rồi. Bố mẹ hãy thường xuyên hỏi bé đếm số mỗi ngày 10 phút, hỏi bé đếm số mọi lúc mọi nơi nhé, kể cả khi không có bảng tính. Ví dụ, hỏi số 8 đâu? Bé trả lời ngón trỏ đẩy một hạt xuống, ngón cái đẩy ba hạt lên, tức là bé đã trả lời chính xác và bố mẹ đang hình thành thói quen ảo tính cho bé rồi đấy.